Cái tay này rồi nếu là ngủ ha, tự nhiên nó đau lắm. Đau lắm. Rồi bây giờ dở lên chỗ đau. Bây giờ đó đau đó. Rồi mọi người coi tôi chỉnh cái vai cô này nha. Mấy vậy em nghe rồi. Rồi tiếp dậy. Thấy cái tay này hoàng ra sao? Còn sâu như lên. Không có một chai thôi, lên thiệt cao. Đỉnh cú. Đó, đó. Bây giờ đứng nhìn. Đó, thấy chưa? Lên tới đây phải không? Phải đây nè. Rồi cái này đưa lên thử coi nhiêu. À, tới đây thôi. Ha, tới đây là đau rồi phải không? Rồi. Ok. Rồi, ngồi lại. Đúng rồi. Ngồi đây cũng được. Ngồi đây tôi ghen là thầy. Tôi chồng bá đó. Rồi ngồi là hữu vợ. Ở đó tất cả được kể đi. Cái này chuyện bệnh mà phải không? Chuyện bệnh được kể đi. Rồi kể đi. Rồi kể đi. Xin sai. Xin sai. Xin sai. Chuyện bệnh xin sai đi. Rồi bỏ bớt cái áo ra. Bữa lát vào cửa. Một cái. Rồi có áo này không? Rồi áo này. Rồi ghế gì đó không? Rồi bỏ ra mất nữa. Ai là mẹ? Chị nhà viết tay tôi. Viết lại. Đó là được rồi. Cỡ nhiều quá chứ gì. Chạy sáng hết trơn à. Rồi. Mọi người sẽ thấy mình bôi ha, dầu vô. Bôi hay là cờ? Dầu vô. Rơ chứ mà cờ. Đây. Rơ. Rơ. Anh nói rơ. Này anh lên trên mạng, lên thế giới thấy anh hết trơn. Anh nói vậy sao? Đừng có nói giờ mình cả thế giới thấy ông anh nói bị bạ. Anh nói rồi, ha. Rồi mọi người nhìn đây nha. Đây nè. À, khi mình bà bấm á, là mình lựa đây nè. Thấy cái bà không? Thấy chưa nè? Đây nè. Thấy chưa? Đó, bật đó. Đau không? Đau ha. Chính chỗ này đau nhiều đúng không? Mỗi lần cũng đau chỗ này đúng không? Dạ đúng. Không. Nó đây nè. Này không có huyệt nào đó. Trong sách của thầy thôi. Có cái gì tấn xuất chỗ thì điều trị rơi tay cao không được. Mà em muốn hỏi đi về. Không. Không có. Cái cơ cứng lại. Cơ cứng này làm cho cái cơ nó mềm ra. Rồi. Chị đứng dậy. Đứng yên. Rồi. Quân trở lại. Làm đây mạnh lên. Lên. Cao được rồi đó. Cao à, được khá rồi ha. À, được khá rồi. Rồi. Xuống làm thêm tí nữa. Đúng không? À, khi mà thấy bắt đầu rồi ha. À, khi mà mình làm cái tay đó thì mình sẽ làm ở cái điểm ở đây, thấy không? Giờ tôi coi lại chút xíu nữa, chỗ nào đau nói nha. Đây nữa đúng không? Đây còn điểm nữa nè. Rồi ok rồi, ok rồi, hết điểm rồi đó. Bây giờ để lên cho ngon lành. Rồi nữa oh. Nữa được rồi, ok rồi chưa? Dạ, okay rồi. Rồi bớt đau rồi không? Dạ. Rồi cũng đau chút xíu. Gọi là cô đau chút xíu cho là chị đây. Đây bây giờ phải là hết cái chút xíu mới được, chị đúng ngay cho đó chỗ này đã. À đây mọi người để ý nha, tức là nó còn một chút xíu đau nữa thì cái người bệnh ta chỉ mình. Ừ. À, thì mình bắt đầu mình cũng đi tìm cái điểm đó nè. Đó nó đây nè. Ồ, ngon lành rồi. Xong. Rồi, đứng dậy. Rồi, bắt đầu là hết đau đó rồi đó. Lên. 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 Ok chưa? Lên cao ha. Hết đau chưa? Lên cao. Hết đau. Đâu, để chỗ nào? Thấy không? Đi. Chỗ, ha, cái đây nguyên, đây nguyên. Đây phải không? Đây phải không? Tên nào. Ở đây không? Rồi hết rồi. Rồi làm lại. Rồi lên. Đó làm lại đó. Ngon lành rồi. Rồi cho đàn pháo tay. Ngon lành chưa? Rồi. Về á.
là chườm cái đá gan với chườm đá nóng ngay chỗ này thì nó hết luôn. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.